Thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024, từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 5, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu, đã có chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Angola. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã hội kiến Tổng thư ký Đảng Phong trào Nhân dân Giải phóng Angola cầm quyền Paulo Pombolo, hội đàm với ông Manuel Domingos Augusto, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư phụ trách đối ngoại của Đảng Phong trào Nhân dân Giải phóng Angola, và ông Esteves Carlos Hilario, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư phụ trách thông tin và truyền thông Đảng Phong trào Nhân dân Giải phóng Angola, có các buổi làm việc với các Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ Viễn thông và Công nghệ thông tin Angola. Tại các cuộc gặp gỡ và làm việc với các đồng chí lãnh đạo Đảng Phong trào Nhân dân Giải phóng Angola và lãnh đạo các bộ của Angola, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, chuyến thăm nhằm thúc đẩy quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Angola, cũng như hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2025. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng và xác định quan hệ đối ngoại trên kênh Đảng tạo nền tảng chính trị vững chắc cho quan hệ về mặt nhà nước, định hướng cho quan hệ song phương giữa Việt Nam và các nước ngày càng phát triển ổn định, bền vững. Sáng nay tại Nhà khách Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã cùng Phó Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao Ba Lan Anna Christina đồng chủ trì tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Ba Lan nhằm rà soát tình hình hợp tác giữa hai nước thời gian qua và trao đổi phương hướng, biện pháp thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Ba Lan thời gian tới, cũng như thảo luận về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Thảo luận về các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác trong thời gian tới, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội, thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực an ninh quốc phòng, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, nông nghiệp, văn hóa du lịch, lao động, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, phát triển xanh, quản lý nguồn nước. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN với Ba Lan và Liên minh châu Âu EU. Phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật tại mỗi nước trong năm 2025, hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ba Lan. Hai bên nhất trí tích cực thực hiện cơ chế họp tham vấn hợp tác kinh tế song phương giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Phát triển và Công nghệ Ba Lan, xem xét việc thành lập Ủy ban Liên Chính phủ giữa hai nước về hợp tác kinh tế, tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU EVFTA, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa của nhau có mặt nhiều hơn trên thị trường mỗi bên, khuyến khích các doanh nghiệp Ba Lan đẩy mạnh đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực Ba Lan có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như dược phẩm, công nghệ thông tin truyền thông, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến chế tạo, khai khoáng, đóng tàu. Giải trình về những nội dung mà đại biểu quan tâm thảo luận tại Hội trường Quốc hội chiều nay về dự án luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã nêu rõ việc thành lập Quỹ Quốc phòng, an ninh là rất cần thiết nhằm hỗ trợ triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách. Về Quỹ Công nghiệp Quốc phòng An ninh, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, việc thành lập Quỹ Quốc phòng An ninh là rất cần thiết nhằm hỗ trợ triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách hoặc để nghiên cứu phát triển sản phẩm quốc phòng an ninh. Các sản phẩm này có tính mới và cũng có tính rủi ro rất cao. Quỹ Công nghiệp Quốc phòng An ninh, đây là một nội dung mà được các đại biểu quan tâm và đã phát biểu ý kiến. Cái việc thành lập Quỹ Quốc phòng An ninh là rất cần thiết nhằm hỗ trợ triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách hoặc nghiên cứu phát triển sản phẩm quốc phòng an ninh. Mà các sản phẩm này thì có tính mới và báo cáo với các đại biểu là cũng có tính rủi ro rất là cao. Việc chế tạo các cái sản phẩm này thì như các đại biểu nêu là cũng như đại biểu Hà Nội nêu là làm đi làm lại nhiều lần, tính rủi ro cao. Nhưng mà kết quả thì cũng nhiều cái không như mong đợi, tôi cũng đã có lần được báo cáo. Và đặc biệt nếu mà chúng ta lại sử dụng ngân sách mà thực hiện theo cái quy trình của sử dụng ngân sách nhà nước ấy thì cũng có những cái trường hợp nó không đáp ứng được cái tính thời sự của nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Và độ mật nó cũng hạn chế hơn rất nhiều. Bộ trưởng Phan Văn Giang nêu rõ sản phẩm trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng rất đa dạng, phong phú, mang tính thời sự rất cao để đáp ứng được với nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, nhưng đồng thời cũng mang tính đặc thù rất cao. Nghị quyết của Bộ Chính trị nói về phát triển công nghiệp quốc phòng đã xác định
Công nghiệp quốc phòng là ngành đặc thù, phải được chăm lo xây dựng và phát triển theo một cơ chế đặc thù. Về cơ chế chính sách đặc thù đối với hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong dự thảo thì chúng tôi nêu ở chương 4, ấy, trong mục 3, thì chúng ta xác định là công nghiệp quốc phòng an ninh là tự lực, tự cường, hiện đại, lưỡng dụng và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia. Điều này thì trên thế giới nước nào người ta cũng những cái tiên tiến trong khoa học công nghệ đều dành cho công nghiệp quốc phòng an ninh hết, mà chủ yếu là công nghiệp quốc phòng thực hiện cái điều này. Cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu Quốc hội để hoàn thiện dự thảo luật, bảo đảm thống nhất đồng bộ với hệ thống pháp luật.